Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dự đoán chính xác các phương diện về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp và sức khỏe. Sau đây là thông tin chi tiết. Tử vi thứ 3, ngày 1 tháng 3 năm 2022 của 12 con giáp. Thông tin tổng quan ngày 1 tháng 3 năm 2022, tức ngày 29 tháng 1 âm lịch, ngày Quý Sửu, cụ thể như sau. Tuổi xung ngày, Ất Mùi, Tân Mùi, Đinh Hợi, Đinh Tỵ. Tuổi hợp trong ngày, ngày Sửu lục hợp Tý, tam hợp Tỵ và Dậu thành kim cục. Giờ hoàng đạo trong ngày là giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ và giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Hướng tốt xuất hành sẽ là hướng Đông Nam và hướng Tây Bắc. Xem tử vi hàng ngày, dự báo 4 tuổi tiền về ngập két trong ngày thứ 3 này sẽ là các tuổi Dậu, tuổi Tỵ, tuổi Ngọ và tuổi Mão. Để biết vận trình của bạn tốt xấu ra sao, mời các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 1 tháng 3 năm 2022 của 12 con giáp chi tiết từng tuổi ngày sau đây. Tử vi tuổi Tý, ngày Tý Sửu nhị hợp giúp điều hòa các mối quan hệ của người tuổi Tý thêm phần tốt đẹp. Bản mệnh dễ dàng tháo gỡ những tranh cãi vướng mắc từ trước đó, xây dựng được môi trường làm việc thân thiện và thoải mái. Đường tài lộc của bản mệnh trong ngày hôm nay cũng không tệ. Nhờ quen biết được nhiều người nên công việc làm ăn của bạn cũng được mở rộng nhanh chóng, chuyện đầu tư cũng rất suôn sẻ thuận lợi. Đây là thời điểm để bạn tích lũy, tạo bước đà vững mạnh cho những bước tiến lớn hơn trong tương lai. Ngày thủy thổ xung khắc còn có thể gây lên một vài xáo trộn trong chuyện tình cảm lứa đôi. Tuy nhiên mức độ không quá nghiêm trọng nên bạn cũng không cần phải quá lo lắng. Hai bên đều chủ động nhún nhường nhau nên mọi chuyện cũng sẽ trôi qua nhanh chóng. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, các mối quan hệ xã giao thêm phần tốt đẹp. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, dễ dàng tháo gỡ những tranh cãi vướng mắc. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hòa, xây dựng được môi trường làm việc thân thiện và thoải mái. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, việc làm ăn được mở rộng nhanh chóng. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, chuyện tình cảm lứa đôi có một vài xáo trộn. Con số may mắn 4, 5, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, xanh dương, đen, quý nhân phù trợ, Thìn, Thân, Sửu. Tử vi tuổi Sửu, xem tử vi hàng ngày, tuổi Sửu bị hung thần thiên quan đeo bám nên có thể bạn sẽ phải đối phó với những người đồng nghiệp khó tính và chắc chắn người đó sẽ gây ra cho bạn không ít khó khăn phiền toái. Hãy thử thay đổi cách trao đổi vấn đề với đối phương để có thể sớm tìm ra được tiếng nói chung. Điềm báo tử vi còn cho thấy bản mệnh dường như đang thiếu đi sự hòa đồng với tập thể. Bạn có xu hướng tự tách bản thân ra cho nên đơn độc. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới cảm xúc cá nhân mà còn khiến cho việc hợp tác cùng mọi người trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Về mặt tình cảm, bạn có vẻ không chủ động quan tâm hay dành thời gian cho người ấy như đã hứa. Thái độ lạnh nhạt và bàng quan của bạn có thể là nguyên nhân gây ra những nỗi thất vọng trong lòng người ấy. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, phải đối phó với những đồng nghiệp khó tính. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, dễ bị gây khó khăn, phiền toái trong công việc. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hòa, nên thay đổi cách trao đổi để tìm ra tiếng nói chung. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, cần có thêm sự hòa đồng với tập thể. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, nên quan tâm và dành thời gian cho người ấy. Con số may mắn 3, 9, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, cà phê, vàng, quý nhân phù trợ, Tỵ, Dậu, Tý. Tử vi tuổi Dần, xem tử vi hôm nay, thường quan sẽ mang tới cho người tuổi Dần một ngày làm việc tập trung và hăng say. Bạn công hiến một cách nghiêm túc bởi tin rằng nỗ lực của mình sẽ đem đến cho bạn thành quả xứng đáng. Năng lực của những chú hổ ngày càng được khẳng định rõ ràng hơn từ những gì mà bạn đã làm được. Điều cần thiết bây giờ là hãy lên kế hoạch dài hạn để biết mình cần làm gì, có thể đạt được những gì và có điều gì cần phải cải thiện, càng sớm càng tốt. Mộc khắc thổ còn khiến cho con giáp này vì không kiểm soát được cảm xúc của bản thân mà gây ra những hiểu lầm không đáng có, khiến cho chuyện tình cảm giữa bản mệnh và người ấy nảy sinh mâu thuẫn và khúc mắc khó tháo gỡ. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, có một ngày làm việc tập trung và hăng say. Tử vi tuổi Bình Dần, Hòa, cống hiến cho công việc một cách nghiêm túc. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, năng lực ngày càng được khẳng định rõ ràng hơn. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, cần lên kế hoạch dài hạn cho tương lai. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, chuyện tình cảm nảy sinh mâu thuẫn, khó tháo gỡ. Con số may mắn 5, 4, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ,
màu sắc cát tường, xanh lá, xanh lam, quý nhân phù trợ, ngọ, hợi, tuất. Tử vi tuổi Mão. Có sự xuất hiện của thực thần trong tử vi hôm nay, người tuổi Mão gặp được nhiều may mắn ở phương diện tài chính. Con giáp này may mắn gặp được khách hàng đối tác đáng tin cậy. Hơn thế nữa, thời vận cũng đang đến nên bạn hãy tranh thủ để kiếm thêm nguồn thu nhập cho mình. Với người làm công ăn lương, bản mệnh đã tìm được động lực trong công việc, nhanh chóng tìm được mục tiêu cho bản thân. Hãy hoàn toàn tập trung vào mục tiêu đó, mặc kệ ai đó có nói ra nói vào đi chăng nữa. Nỗ lực hiện tại sẽ đem đến cho bạn khoản thù lao xứng đáng. Tuy nhiên, ngày mộc thổ xung khắc, vợ chồng có thể vì chuyện tiền bạc mà cãi cọ. Cả hai ai cũng có lý của mình nên không ai chịu ai. Tình trạng sẽ ngày càng trở nên căng thẳng hơn khi hai bạn có xu hướng công kích đối phương để bảo vệ quan điểm của mình. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy gặp nhiều may mắn ở phương diện tài chính. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hòa gặp được khách hàng và đối tác đáng tin cậy. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ nên tranh thủ kiếm thêm nguồn thu nhập. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc tìm được động lực trong công việc. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, vợ chồng có thể vì chuyện tiền bạc mà cãi cọ. Con số may mắn 5, 4, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường đen, trắng, quý nhân phù trợ, hợi, mùi, tuất. Để xem tuổi của bạn một cách nhanh nhất, hãy chọn mốc thời gian tương ứng đã được chủ thích trong phần mục lục ngay dưới đây. Tử vi tuổi Thìn. Xem tử vi hàng ngày, ngay Sử Thìn tương phá, người tuổi Thìn có điểm báo gặp nhiều trục trặc về công việc do có kẻ tiểu nhân phá hoại. Bản mệnh cần thận trọng hơn trong các mối quan hệ. Tin người có mức độ chứ đừng mù quáng tin theo mọi lời của đối phương, kẻo bị đâm sau lưng lúc nào chẳng hay. Hôm nay cũng là ngày mà bạn phải cẩn thận trước mỗi lời mình định phát ngôn. Hãy luôn tâm niệm một điều nhịn là chín điều lành, đừng hơn thua tới cùng trong bất cứ vấn đề gì. Điều đó chẳng những không mang lại lợi ích mà còn có thể phá hủy hạnh phúc của bạn. Trong ngày này, vị trí của thái thần ở hướng đông bắc, phía ngoài phòng thái phụ, phòng ngủ và nhà vệ sinh, do đó không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc hay tiến hành các công việc sửa chữa tại đây. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hòa có điểm báo gặp nhiều trục trặc về công việc. Tử vi tuổi Bình Thìn, Thổ dễ bị kẻ tiểu nhân phá hoại, gây cản trở. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc cẩn trọng hơn trong các mối quan hệ. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim đề phòng bị đâm sau lưng lúc nào không hay. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy cẩn thận trước mỗi lời nói định phát ngôn. Con số may mắn 9, 3, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ, Dậu, Tí, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, thứ ba này tam hợp quý nhân xuất hiện mang tới cho người tuổi Tỵ một ngày nhận được nhiều tin vui trong công việc. Những dự án mới mà bạn đề xuất đã được cấp trên cân nhắc thông qua. Từ việc này bạn khẳng định được năng lực của bản thân, đồng thời thể hiện được vị trí của mình trước những đồng nghiệp khác. Vận trình tình cảm cũng có nhiều dấu hiệu tích cực, con giáp này tìm được niềm vui trong cuộc sống. Bạn luôn truyền được thái độ tích cực, lạc quan cho những người xung quanh, vì thế mà được nhiều người khác giới để ý. Hôm nay cũng được coi là một ngày vượng tài đối với những chú rắn khi có chính tài độ mệnh. Công việc suôn sẻ kéo theo nguồn thu nhập ổn định hơn. Bản mệnh còn có thể may mắn nhận được khoản lương thưởng, hoa hồng hậu hĩnh nhờ năng lực của mình. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hòa nhận được nhiều tin vui trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ dự án đề xuất dễ được cấp trên thông qua. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc khẳng định được năng lực của bản thân. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim vận trình tình cảm có nhiều dấu hiệu tích cực. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy thu nhập tăng tiến nhờ khoản thưởng và hoa hồng. Con số may mắn 5, 8, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường đỏ, cam, quý nhân phù trợ, Sửu, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ. Thiên tài cát tinh báo hiệu người tuổi Ngọ có thể gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc, tài lộc dồi dào. Bạn thoải mái chi tiêu cho những gì cần thiết mà không cần phải lo lắng suy nghĩ quá nhiều. Chỉ cần chăm chỉ làm việc thì không phải lo sợ rơi vào hoàn cảnh túng thiếu. Tuy nhiên, cục diện tương hại cũng nhắc nhở người tuổi Ngọ phải thận trọng hơn khi có ý định ký kết làm ăn hay hợp tác với người khác. Nhiều vấn đề có thể không đơn giản như vẻ bề ngoài mà bạn vẫn nghĩ, hãy tính toán cho thật cẩn thận và chi tiết. Nếu cần thiết, bạn có thể tham khảo ý kiến của những người đi trước. Hỏa sinh thổ còn giúp cho chuyện tình cảm của con giáp này bước sang một giai đoạn mới khi đôi bên ngày càng có sự thấu hiểu và bao dung hơn. Cả hai chấp nhận hạ thấp cái tôi vì nghĩ cho người kia nên tình cảm cũng ngày càng bền vững. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy có thể thoải mái chi tiêu cho những gì cần thiết.
Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hòa, chỉ cần chăm chỉ làm việc thì sẽ không lo túng thiếu. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, thận trọng hơn khi có ý định ký kết làm ăn, hợp tác. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, đôi lứa ngày càng có sự thấu hiểu và bao dung hơn. Con số may mắn 0, 4, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường hồng, tím, quý nhân phù trợ Tuất, Dần, Mùi. Tử vi tuổi Mùi, ngày Sử Mùi tương xung, người tuổi Mùi có thể phải đối mặt với những mâu thuẫn, bất đồng trong các mối quan hệ. Con giáp này có thể sẽ lời qua tiếng lại với những người làm việc chung khi không tìm ra được giải pháp hợp lý để dung hòa những cái riêng. Bầu không khí tại nơi làm việc cũng vì thế mà trở nên vô cùng căng thẳng vì không có ai định xuống nước hay nhường nhịn đối phương. Dù vậy, bạn cũng nên chú ý tới thái độ của mình để không bị đánh giá là người háo thắng, chỉ biết đặt cái tôi của mình lên trên lợi ích của tập thể. Ngày nay, sức khỏe của bản mệnh có thể sẽ bị ảnh hưởng khi mà thổ khí đương vượng. Con giáp này bận bịu với công việc mà có thể quên ăn, quên uống, dễ vì thế mà mắc các bệnh về đường ruột. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, có thể phải đối mặt với những mâu thuẫn bất đồng. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, dễ lời qua tiếng lại với những người làm việc chung. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hòa, bầu không khí tại nơi làm việc trở nên căng thẳng. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, nên chú ý tới thái độ để không bị đánh giá tiêu cực. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, nên chú ý chăm sóc sức khỏe hàng ngày. Con số may mắn 9, 7, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường trắng, vàng, quý nhân phù trợ Ngọ, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Thân, với người tuổi Thân, ngày thứ ba này được đánh giá là một ngày gặp được nhiều suôn sẻ trong công việc khi có thiên ấn trợ mệnh. Con giáp này được giao đảm nhiệm những vị trí quan trọng, hành động thận trọng nên đạt được kết quả như ý. Có thể vẫn gặp ít nhiều trở ngại nhưng điều đó cũng không thể cản trở hay làm bạn bỏ cuộc. Thổ sinh kim cũng giúp cho đường tình duyên của người tuổi này không có điểm gì đáng phải chê trách. Dù bản mệnh không phải là người lãng mạn nhưng lại rất chân thành và thẳng thắn khi muốn bày tỏ cảm xúc, đối phương cũng dành cho bạn những điều tương tự. Xem lịch ngày tốt, hôm nay là ngày 29 tháng 1 âm lịch. Theo Hải Thượng Lan Ông, ngày nay nhân thần ở phía trong xương cung, đầu gối, bàn chân và sau ống chân. Bạn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ và châm chích tại vị trí này. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, có một ngày làm việc suôn sẻ. Tử vi tuổi Bình Thân, Hòa, được giao đảm nhiệm những vị trí quan trọng. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, không chấp nhận bỏ cuộc dù vấp phải trở ngại. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, đường tình duyên không có gì đáng phải chê trách. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, luôn chân thành và thẳng thắn trong tình cảm. Con số may mắn 6, 1, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường bạc, ảnh kim, quý nhân phù trợ Thìn, Tý, Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, có tam hợp cục soi đường, người tuổi Dậu có thể mạnh dạn thực hiện những giao dịch tài chính mang lại lợi nhuận lớn cho bản thân và doanh nghiệp. Hôm nay là ngày cát khí lan tràn nên hãy cứ tự tin thể hiện và nhận trách nhiệm trong những nhiệm vụ khó nhằn, bởi đó có thể sẽ là bàn đạp giúp bạn thăng tiến cực nhanh. Hơn thế nữa, vận trình tình cảm của con giáp này cũng đón nhận nhiều tin vui. Tiền bạc cứ thế đổ ào ào về túi, bản mệnh có thêm nghề tay trái để tăng nguồn thu nhập cho mình. Tuy có chút vất vả và cũng phải hy sinh quỹ thời gian cá nhân riêng, nhưng bạn cũng nhanh chóng chấp thuận khi nhìn thấy những kết quả nhận về. Ngày thổ kim tương sinh còn giúp cho đường tình duyên của con giáp này cực kỳ tốt. Người độc thân sẽ có cơ hội gặp gỡ những người khác giới và tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Các cặp đôi sẽ cùng nhau nắm tay trải qua những thử thách và khó khăn phía trước. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, nên mạnh dạn thực hiện những giao dịch về tài chính. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hòa, hãy cứ tự tin thể hiện và nhận trách nhiệm về bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, đang có bàn đạp thăng tiến cực nhanh. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, tài lộc hành thông, tiền bạc đổ về ào ào. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, gặp được nhiều may mắn ở phương diện tình duyên. Con số may mắn 2, 9, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường trắng, xám, quý nhân phù trợ Tỵ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất, Sửu Tuất tương hình có thể là nguyên nhân gây nên những căng thẳng tâm lý cho người tuổi Tuất trong hôm nay. Công việc trong ngày không được suôn sẻ, thuận lợi cho lắm bởi các đồng nghiệp, cộng sự nảy sinh tranh cãi và bất đồng với nhau. Quá trình làm việc tập thể thiếu đi sự đoàn kết và lắng nghe có thể khiến cho công việc thêm trì trệ, hiệu quả cũng không được như mong muốn. Người tuổi Tuất càng thêm áp lực khi chưa thể tìm ra cách để giải quyết những vấn đề tồn đọng ngay trước mắt.
hôm nay còn là ngày mà phương diện sức khỏe của người tuổi Tuất gặp nhiều bất lợi do thổ khí vượng gây nên. Một số triệu chứng bất thường xuất hiện do thời gian qua bạn đã làm việc quá sức, lại không có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ. Ngoài ra, việc lạm dụng đồ uống kích thích để giúp tinh thần tỉnh táo cũng là thói quen xấu mà bạn nên từ bỏ. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa dễ gặp các vấn đề về căng thẳng tâm lý. Tử vi tuổi Bình Tuất, Thổ, đồng nghiệp, cộng sự dễ nảy sinh tranh cãi. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, công việc trì trệ, hiệu quả giảm sút. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, áp lực vì chưa giải quyết được vấn đề còn tồn đọng. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, sức khỏe sa sút do làm việc quá sức. Con số may mắn 9, 5, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường nâu, cà phê, quý nhân phù trợ, ngọ, mão, dần. Tử vi tuổi Hợi, xem tử vi hàng ngày, người tuổi Hợi đang được quý nhân tam hội nâng đỡ nên các vấn đề rắc rối trong công việc đều sẽ được giải quyết ổn thỏa. Có khó khăn nhưng rồi cũng sẽ vượt qua được. Đây cũng là cơ hội để con giáp này thể hiện sự chủ động, nỗ lực hết mình, cống hiến vì sự nghiệp và tận dụng các mối quan hệ thân thiết để tăng khả năng thăng tiến cho mình. Bên cạnh đó, bạn cũng đừng quên tạo dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, đối tác quan trọng. Hãy luôn thể hiện sự thân thiện và chuyên nghiệp khi làm việc để tránh những rắc rối có thể xảy đến. Ngày thủy thổ tương xung, rất tiếc là đường tình duyên trắc trở gây nên cho tuổi Hợi không ít muộn phiền. Người độc thân vẫn chưa có cơ hội thay đổi hiện trạng, tình cảm không thể cưỡng cầu hay gượng ép, vậy nên hãy cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên thì sẽ tốt hơn. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hòa, rắc rối trong công việc sẽ được giải quyết ổn thỏa. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ, có khó khăn nhưng rồi cũng sẽ vượt qua. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, Mộc, có cơ hội thể hiện sự chủ động và nỗ lực hết mình. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim, đừng quên tạo dựng mối quan hệ tốt với mọi người. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy, đường tình duyên trắc trở nên gây không ít muộn phiền. Con số may mắn 3, 8, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường trắng, đen, quý nhân phù trợ, mùi, mão, dần. Đánh giá tử vi thứ 3 ngày mùng 1 tháng 3 năm 2022 của 12 con giáp. Con giáp nào may mắn nhất trong ngày? Đó có thể là con giáp tuổi Ngọ, con giáp tuổi Tỵ hay con giáp tuổi Dậu. Tuổi nào dễ vướng phải nhiều rắc rối nhất? Đó có thể là các tuổi Thìn, tuổi Sửu hay tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Chúc các bạn mọi điều an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch Nghệ Tốt nhé!